Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Ngọc Bích Lăng, tên đầu của em nhá. Cả nhà ơi, hôm nay đi vào trong rừng này. Hôm nay đi vào trong rừng này á, để xem lại cái bãi cây á, với lại là sẽ phát một ít cỏ lên nè, xem nó đã khô chưa để hôm nay mình sẽ dọn đi để trồng cây mới á. Mà đây em đã thấy ở đây nó có một cái cây cây rau ngót rừng ấy mọi người, không biết là mọi người thấy chưa. Đây này, nó đây, nó đây. Bây giờ thì mình sẽ cùng trèo lên cái cây rau ngót rừng đấy, mình hái cái cây rau ngót rừng này về mình nấu ăn nhá. Cái rau ngót rừng này ấy thì rất tốt nha mọi người ơi, tốt lắm luôn á. Wow, đây bây giờ nó sẽ có một cái cây ngáng lên cây rau ngót như thế này. Bây giờ thì mình sẽ nuôi lên, đi lên kiểu gì đây, trời ơi em sợ quá hả, sợ nó gãy luôn. Đây em sẽ quay đằng sau để cho mọi người thấy là nó có những cái ngọn non rồi mình sẽ hái nhá. Nè nó đây nè cả nhà ơi, mọi người không biết là mọi người nhìn thấy rõ không? Hôm nay thời tiết của nó thì khá là âm u á, cho nên là mình nhìn cái cây nó không được rõ á. Mình sẽ lên gần hơn một chút nha, nhưng mà đây nha. Đó. Gọi là rau ngót rừng không, bởi vì nó mọc ở trong rừng ấy mà. Những cái cây rau ngót này ấy, thì nó ra những cái chồi non non này là được. Mùa này đang là mùa rau ngót rừng nha cả nhà. Mấy hôm nữa thì nó sẽ có ngay hoa của nó ấy. Cái hoa của nó nấu ăn ngọt luôn. như như cái rau này á, nó được coi như kiểu là đặc sản của núi rừng đó mọi người. Cái rau ngót này ngọt lắm luôn, cái nước của nó mình chỉ cần hái một ít rau này thôi nha. Về không là mình băm một ít thịt lợn nạc ấy vào mình nấu ngon. Thank you.
Đây là thành phẩm đây.